Hàng ngợp xuất hiện cuối năm chỉ một lô duy nhất, và từ trước tới giờ chưa bao giờ có cái giá này cho một lô đất full thổ cư nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A. Xin chào anh chị đã quay trở lại với kênh của anh Hiệp. Thì ngày hôm nay em sẽ gửi đến cho anh chị một lô đất nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Và cái giá của lô đất ngày hôm nay thì chưa bao giờ có từ trước tới giờ đâu ha. Và em sẽ xin công khai cái giá, cái diện tích của cái lô đất ngày hôm nay để cho những anh chị nào mà mình muốn biết về những cái thông tin cụ thể thì anh chị có thể đón xem vào những cái phút đầu tiên của video để không làm mất thời gian của anh chị ha. Và lô đất của chúng ta ngày hôm nay với diện tích là 249m² full thổ cư, nằm ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Và giá bán cho lô đất của chúng ta ngày hôm nay đó là 1.600.000.000. Và xem tới đây nếu như mà đang đúng với nhu cầu của anh chị đang tìm kiếm thì anh chị hãy tiếp tục theo dõi cùng em. Bây giờ em sẽ dẫn anh chị đến cái lô đất ngày hôm nay để chia sẻ chi tiết và cụ thể hơn cho anh chị nhé. Rồi, và hiện tại thì em đã tới ngay vị trí lô đất ngày hôm nay em muốn chia sẻ đến anh chị nè. Và trong khung hình anh chị đang thấy ha, đây là cái hiện trạng thực tế của lô đất ha. Lô đất ngày hôm nay của chúng ta cực kỳ bằng phẳng và vuông vắn luôn nha anh chị. Mỗi cái tội là nó thấp hơn so với nền đường tí xíu thôi. Và do đất đang để trống, chủ người ta không có ở đây, cho nên cái thứ nhất là người ta đang tận dụng để một cái số đồ đạc linh tinh á anh chị. Rồi ở phía trước thì đất để trống, người ta không có ở anh chị, cho nên cây cối nó mọc lên hơi nhiều. Nhưng mà khi mà anh chị mua về thì mình dọn dẹp sơ qua ha, rồi mình xây nhà lên thì nó sẽ sạch sẽ khang trang như những nhà hàng xóm kế bên thôi anh chị. À, và cái lô đất này hôm nay của chúng ta với cái diện tích là 249m² full thổ cư. Và với cái diện tích này thì em nghĩ thoải mái cho anh chị xây nhà rồi ha. Và cái mặt tiền của lô đất ngày hôm nay của chúng ta đến 9m nha anh chị. Và đương nhiên là rào ranh móc giới có đầy đủ hết ha anh chị ha. Và đây em sẽ quay sơ một lần nữa cho anh chị xem cái hiện trạng của cái lô đất ha anh chị. Đây, lô đất ngày hôm nay của chúng ta nó nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A nha anh chị. Thì nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A thì khỏi phải bàn nữa rồi ha. Đường xá, hạ tầng, điện, nước, mọi thứ rất là hoàn thiện, rất là bài bản hết rồi. Rồi đây anh chị, đây là mặt tiền đường quốc lộ 1A ha. Còn đây, phía bên đây cũng có một cái đường đi nè anh chị. Và hiện tại thì em đang quay cho anh chị, em đang có mặt ở quốc lộ 1A, em đang quay cho anh chị thì đương nhiên giờ này ngay quốc lộ 1A thì xe cộ nó đi sẽ hơi nhiều và nó sẽ hơi ồn tí xíu. Và hiện tại em đi quay cho anh chị là quay thực tế anh chị, thì nếu mà nó có ồn, nó khó nghe tí xíu thì anh chị cũng thông cảm bỏ qua ha. Thì tại vì bên em đó giờ đi quay lúc nào cũng phải đi quay thực tế cho anh chị để anh chị xem được cái hiện trạng của lô đất cũng như những cái bối cảnh xung quanh nó như thế nào ha anh chị. Thì đây nè anh chị, ở đây hàng xóm, ở đây là dân cư người ta ở rất là ổn định ha. Nhà cửa san sát nhau nè anh chị. Nhà nào cũng có tường rào cố định rồi ha anh chị. Đây là quốc lộ 1A nha anh chị. Đây giờ này xe cộ người ta đi rất là nhiều. Và nếu như mà anh chị đi thẳng theo cái hướng mà em đang quay nè, đi đâu đó khoảng chưa tới 1km thì anh chị đã có thể tới ngay chỗ Ủy ban Nhân dân xã Hàm Đức rồi ha anh chị. Và đi thẳng theo hướng này là mình đã có thể đi ra được Nha Trang rồi đi Hà Nội các kiểu luôn ha. Rồi đây anh chị thấy nè, còn phía bên kia nè anh chị, toàn là biệt thự, nhà lầu không, rất là nhiều nè anh chị. Đây. Còn nếu như mà anh chị đi theo hướng ngược lại, cái hướng em đang quay nè, thì mình đã có thể về tới trung tâm thành phố Phan Thiết nha anh chị nha. Thì từ đây về tới trung tâm thành phố Phan Thiết nó chỉ đâu đó hơn 10km thôi. Và con đường này thì anh chị cũng đã có thể đi Sài Gòn ha, rất là tiện lợi luôn. Và từ cái vị trí của lô đất ngày hôm nay mà anh chị đi thẳng theo hướng này đâu đó khoảng vài km thôi, anh chị đã có thể gặp cái chợ, chợ đó người ta gọi là chợ Phú Long anh chị, cái chợ lớn ở đây rồi. Còn theo cái hướng mà lúc nãy em quay á, anh chị đi thêm vài km thì trên đó vẫn có một cái chợ Sara ở trên đó nha anh chị, chợ rất là lớn luôn. Thì cái lô đất ngày hôm nay nó nằm ở mặt tiền quốc lộ 1A thì ngay cái vị trí đắc địa rồi anh chị, thì ở đây anh chị có thể xây nhà ở cũng được, hoặc là anh chị có thể kinh doanh như thí dụ như là mở cái quán nho nhỏ ha. Dọc con đường này nè anh chị, những cái trạm nghỉ chân, dừng chân, quán cà phê rất là nhiều luôn ha. Thì nó nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A, giao thông kết nối, có thể đi từ Sài Gòn ra Hà Nội được mà anh chị. Cái trục đường này nè cực kỳ thích hợp để cho anh chị làm những cái kiểu như là quán nước, trạm nghỉ chân, những quán cà phê võng rồi đó anh chị, rất là thích hợp luôn.
Còn không thì những anh chị mà ở xa đó, ở Sài Gòn đó, thì mình có thể mua lô đất ngày hôm nay, mình làm cái ngôi nhà thứ hai cho mình, để mình có thể về đây nghỉ ngơi, mà mình không cần phải suy nghĩ về cái vấn đề là mình phải ở đâu ha anh chị. Thì nó nằm ngay vị trí ngay giữa, thì anh chị có thể đi Sài Gòn cũng được, rồi anh chị có thể đi ra Nha Trang, đi Hà Nội vẫn rất là thoải mái luôn ha. Đây thí dụ mà mình muốn đi Sài Gòn thì mình ra trước nhà, mình đi theo cái hướng này, đi theo cái hướng quốc lộ 1A là mình đã có thể đi được Sài Gòn nè anh chị. Còn anh chị muốn đi ra Nha Trang, đi Hà Nội, hoặc là mình muốn gửi đồ này kia đó anh chị, thì mình qua đường tí xíu rồi mình đã có thể gửi đồ đi được luôn ha. Nằm ngay vị trí rất là thích hợp cho kinh doanh, rồi nói chung là có đầy đủ các tiện nghi cho anh chị luôn. Thì nó nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A thì còn nói gì nữa ha anh chị ha. Thì quay lại với cái lô đất nè, thì tại vì đất đang để không đó anh chị, thì phía trước thì nó hơi cây cỏ tí xíu thôi ha anh chị. Nhưng mà cái vấn đề này không có sao ha, mình mua về rồi mình dọn dẹp cái phần phía trước này tí xíu, rồi mình xây hàng rào, xây cổng rào lên như những nhà hàng xóm ở đây nè anh chị, là đã khang trang sạch đẹp rồi ha. Nhà mình nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A nữa, quá là tuyệt vời luôn. Rồi quay trở lại với lô đất của chúng ta ngày hôm nay ha anh chị. Em xin nhắc lại là với cái diện tích của lô đất ngày hôm nay đó là 249m2 full thổ cư. Nó nằm ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Và cái giá bán cho lô đất ngày hôm nay đó là 1.600.000.000. Thì từ cái vị trí của cái lô đất này mà mình về tới Ủy ban Nhân dân xã Hàm Đức, về tới trường học thì nó chỉ đâu đó hơn 1 km tí xíu thôi ha anh chị. Còn nếu như mà anh chị đi chợ thì đi vài km là đã tới chợ. Và nó nằm ngay cái đoạn giữa giao thông kết nối, mình có thể đi Sài Gòn, mình có thể đi ra Nha Trang, đi Hà Nội một cách rất là dễ dàng luôn. Thì em nghĩ lô đất ngày hôm nay rất đáng để anh chị xem xét và mình đầu tư kinh doanh ha. Và cái quan trọng nhất là cái giá nha anh chị. Cái giá nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A mà full thổ cư nữa, thì cái giá này từ trước tới giờ chưa có đâu anh chị. Thì vào cuối năm thì cũng quay để cho những anh chị nào mà mình đang có cái nhu cầu đó. Cái giá này thì em nghĩ cực kỳ tốt cho anh chị luôn. Tại vì đó giờ nằm ngay mặt tiền quốc lộ 1A thì cái giá này chưa có đâu nha anh chị. Anh chị xem tới đây, nếu mà đúng với nhu cầu chị có thể gọi điện cho bên em tới số điện thoại bên dưới phần màn hình ha. Còn nếu như mà lô đất ngày hôm nay chưa đúng với nhu cầu thì anh chị có thể vào trang fanpage Người Tốt Bán Đất. Trong đó bên em sẽ có nhiều cái sản phẩm hơn, nó trải dài từ nhiều khung giá và nhiều diện tích khác nhau. Thì nếu như anh chị vào đó cái nào đúng với nhu cầu thì anh chị có thể gọi hoặc là nhắn tin cho bên em sẽ hỗ trợ và phục vụ anh chị một cách tốt nhất nhé. Và em xin nhắc lại một lần nữa ha, bên em làm việc đó giờ luôn là giá cả luôn công khai minh bạch và rào ranh móc giới rất là rõ ràng. Thì anh chị cứ yên tâm về những cái vấn đề trên ha. Nếu như mà những anh chị ở xa thì các anh chị cứ yên tâm nha, bên em lúc nào cũng luôn hỗ trợ anh chị trước, trong và sau khi bán luôn, cho nên anh chị cứ yên tâm về vấn đề này ha. Rồi nói tóm lại thì lô đất ngày hôm nay của chúng ta nó cũng chỉ có như vậy thôi ha anh chị. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị ở những video sau. Tạm biệt.